Đen ăn tốt đầu, hình thành bố cục. Tam binh ngật tốt, đối trung tốt ngật binh. Đây là nước cờ mà Từ Thiên Hồng dùng đối phó với Liễu Đại Hoa năm 2002. Đến đây, cờ đỏ có hai phương án đi quân. Một là xe 4 bình 7. Và hai là mã 3 tiến 5. Phương án đi quân nước đỏ, xe 4 bình 7, ăn tốt đèo mã. Đến đây cờ đỏ lại có hai cách đi quân. Một là mã 3 tiến 5 và hai là mã 8 tiến 7. Khả năng đi quân nước đỏ mã 3 tiến 5. Đến đây cờ đen có hai khả năng ứng phó. Một là pháo 2 bình 5 và hai là mã 7 tiến 6. Khả năng đi quân nước đen pháo 2 bình 5. Đỏ nhảy mã cánh trái. Đổi lại như đỏ đi mã 5 tiến 6. Hình thế mỗi bên có cái hay riêng. Như đỏ mã 8 tiến 7. Đỏ xuất xe. Đổi lại như đỏ đi mã 5 tiến 6. Cờ đen có thế công mạnh. Như đỏ xe 9 bình 8. Đen tiến xe quá hà. Đổi lại, đen có thể đi mã 7 tiến 6. Cờ đỏ có hai khả năng ứng phó. Một là đỏ đi mã 5 tiến 4 ăn mã.
Cờ đen thắng thế. Hai là đỏ đi xe 7 bình 3 ngăn pháo. Cờ đen thắng thế. Như đen xe 2 tiến 6. Đỏ bình pháo mời đổi xe. Đổi lại như đỏ chạy tượng. Cờ đen ưu thế. Như đỏ pháo 8 bình 9 là cờ đỏ bỏ tượng mưu công sát. Đỏ ăn mã. Đổi lại như đỏ nổ pháo ăn tốt biên. Cờ đen ưu thế. Như đỏ mã 6 tiến 5.
Đen lùi tượng, nước cờ tuyệt hay. Đổi lại, đen đi phá 7 bình 9. Cờ đỏ có thể chống đỡ. Như đen tượng 5 lùi 3. Đỏ xuất tướng. Đổi lại như đỏ ăn xe. Cờ đen thắng thế. Như đỏ xuất tướng. Đen thắng cờ. Mời các bạn xem lại các nốt đi.
đen thắng cờ. Chúc các bạn nghiên cứu thành công bố cục trung pháo quá Hà Sa cấp tiến trung binh, đối bình phong mã bình pháo đổi xe.